còn có lập thân hồi này, mau mau là lẹ lẹ, mà kiếp kiếp là gấp rút. Thầy thúc giục chúng ta tu hành lẹ lẹ là gấp rút mới kịp với cái thời kỳ này. Vì sao vậy? Thầy cũng nói đời nay mỏng tợ màng thưa, khuyên trong lê thứ chẳng thừa một câu. Đó là qua những cái lời bốn câu của thầy đã thúc giục chúng ta tu mau, tu lẹ, tu gấp gì đó, thì đời nó đã sắp hết. Mà em cháu có hỏi qua những cái câu đó đó, mà trước khi nó hết đó, nó xảy ra cái hiện tượng gì và nó sắp tới này nó sẽ diễn biến như thế nào. Như vậy đó thì thầy cũng nói ở trên thế giới này, mà trước nhất ở trên là ở ngoài biển Đông đó, thầy nói mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua bay cá lại trên mồi, ngọn thủy triều nô nước sụt sôi, bầu trái đất mới một phen lên chuyện. Đó là hiện tượng ra cuộc đời sắp hết. Bây giờ ở đây thầy mượn sự mà diễn lý. Mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua bay cá lại trên mồi. Chim bay đây đó, thầy mượn cái sự là máy bay trên trời, thì ám chỉ cho mượn cái sự là con chim. Chim đua bay, tất nhiên máy bay bây giờ nó cát nước, bây giờ nó tranh chấp với nhau đó. Còn cá lại tranh mồi là ám chỉ cho tàu chiến như sông. Đây là cá lại tranh mồi, mà thầy nói ngọn thủy triều, ngọn thủy là ở dưới sông biển, nô nước mới sụt sâu, rồi bầu trái đất mới một phen lưu chuyển. Đó là cái hiện tượng trước nhất mà ở đây sự biến chuyển. Mà bây giờ tất cả chú quý vị đó dòm ra ở ngoài biển Đông, bây giờ ở trên thế giới các nước cũng đều nó so cửa với nhau, và đồng thời nó mọi giá nước này là coi như, và cho nên ông ba nói lăng xăng giặt dậy, bây giờ nó đang lăng xăng rồi, giặt dậy lăng xăng giặt dậy, đánh nhau tầm bậy đánh nhau, nước nào ở đâu đến đó, thay chết bá bèo người chết đâu đâu, tan hết đâu đâu. Đó là cái hiện tượng nó xảy ra quý vị, bây giờ dòm ra ở ngoài thì thấy tận tình hết rồi, các nước rồi. Trước nước nó xảy ra vậy đó, khi mà ở biển Đông á nó đã nổ quýnh rồi, thì thầy nói hồi nãy tôi xin nhắc lại đó, ngọn thủy triều nô nước sụt sôi, bầu trái đất mới một phen lên chuyển đó, thì ở ngoài mà tất cả các nước quýnh rồi đó, thì ở trong đây đó bây giờ đã sẽ, quý vị nếu nhìn kỹ vô thì thấy bây giờ Đức Thầy nói mắt nhìn Trung Quốc khắp lân bang, lại cứ sỏ ngầm sao chị An. Vậy ra Đức Thầy cũng nói mắt nhìn Trung Quốc khắp lân bang là nó ở khắp các nước rồi, lại cứ sỏ ngầm sao chị An, nó cứ tìm cách mọi nơi ra, nó xâm lấn nước này hết tới nước kia hết tới nước nọ, là coi như thằng Trung Quốc không, làm sao không an được, nó đi kiếm chuyện với người ta, nó đi tính giật nước của người ta không, mà sao an được, nước nó sao nó ở đó. Rồi ví dụ mần ăn với nhau, rồi là hợp đồng với nhau, rồi mua bán với nhau để tìm sự sống thì nó rượt im rồi. Nhưng mà không, nó muốn lấy nước, đất nước của người ta, mà nhất là từ ngàn xưa tới giờ. Thằng Trung Quốc hãy đứng lên hồi Trần Thị Hoàng, Cặp Cẩm Đào rồi này kia, Hồ Cẩm Đào tập, mày tới tập Cẩm Bình rồi này kia, tử nước lên ông nào cũng phải vô là tính lấy đất nước Việt Nam không. Mà Đức Thầy nói nước Nam Kỳ bé bở, cơ hội này bỏ dở cho xong, nắm tay trở lại cánh đồng. Đó là Đức Thầy kêu gọi mình đó. Nhưng vậy đó, thì bây giờ nó qua, nó hậu thuẫn giùm em. Mà bây giờ tôi muốn nhắc ở trên nó xuống đó. Như vậy đó, ở trên đó, Thầy nói, Tam Hoàng Thơ nói sao mày không xuống Chợ Kinh, đi qua Châu Đốc, Trà Vinh trở về. Ở đây á, sao mày không xuống Chợ Kinh, là thằng Miên nó ở trên Miên nó xuống á, đụng cái Chợ Kinh Sáng trên Châu á bển á. Nó đụng con sông lớn rồi. Nó tẹt qua Châu Đốc, cái đường đó nó đụng sông lớn nó không qua được, nó tẹt qua Châu Đốc, nó xuống Trà Vinh là hết cái xứ của Miên trở về. Rồi bây giờ thầy nói tới luôn nữa đó, Tam Hoàng Thơ nói là chú này mày thiệt nhà nghề, chú là chú Chệt, nó ở sau lưng đó, của thằng Miên đó. Cô son lạc phấn này mê chú thầy, mày ham mua guốc mua dài mua dâu cá chốt cặm mài cá chê, ham chi cô bảy mày mê chú mày bảy chục mà con dê có trà.
Sao mày ham của bỏ cha, ông mày còn sống mày la chết rồi. Chú sao nói chuyện ngoài mau, chú là chú chệt đó. Không son, không phấn mà chơi trâu không nhìn. Tất nhiên thầy không có ăn dọn xa qua, thầy là một ông Phật. Nó nghĩ rằng không có Phật ở đây. Không son, không phấn mà chơi trâu không nhìn. Đó là qua những cái câu mà Đức Thầy, Đức Phật cũng tiên tri vậy. Bây giờ tới Đức Thầy nói đó. Đức Thầy nói sao mày không xuống chợ Kinh, là chợ Kinh Sáng. Nó đụng qua chợ Kinh Sáng lên Châu, tẹt qua Châu Đốc, Trà Vinh trở về. Ngày nay hai chú làm hề hát tuồng, nhị chúa bốn bề coi chơi. Hát thì nhị chúa là hai vua, thằng Nhật Bản với thằng Tàu. Bán rau khắp hết nơi nơi, ai mà đứt cổ, cổ rơi đứt đầu. Này anh nhà cửa ở đâu bị quân ăn cướp, nhà đâu mày về, để tôi bắt ngựa cởi về. Bây giờ quý vị nghe nè, bây giờ bắt ngựa đó, tôi nghĩ đây ngựa là cái năm ngọ, năm 26 nghe. Bính ngọ, đinh mùi 27, đây là can chi. Đó. Cho nên á, với vậy đó, cái năm ngọ, năm 26, mà ở trên đó, nó đã xảy ra, theo tôi nghĩ đầu tiên đã nghe. Bây giờ tôi xin nhắc lại những cái câu mà Đức Thầy đã tiên tri qua nhiều nơi nhiều chỗ. Bắt đầu sắp tới đây nó xảy ra từ cái năm Thìn. Năm Thìn là năm 24 này đó. Cái năm 24 này là năm Thìn. Năm Tỵ là năm 25, là năm Ất Tỵ. Giáp Thìn và Ất Tỵ. Bây giờ ông ba ông nói can chi, ông nói Giáp Thìn điềm ứng rồi thôi. Đinh Mùi phản thủy có ngôi thủy hoàng. Đinh Mùi là cái năm 27. Giáp Dần gửi họa xa đàn. Đinh Mẹo hội thúy diễn tràng Nam Bang, ứng trình quảng lượng nói khang. Qua tới Dần Mẹo thì an nước nhà, qua tới Dần Mẹo là năm 33-34, gần thì an yên ổn hết trơn, tàn bộ lại qua đời Thượng Quân Thánh Đức. Biết sao hiệp ý trẻ già, nói trước thì lại chê tà, có đâu đố ai bắt được con trâu. Con rồng thì thiệt mà phải đâu con rồng. Bây giờ con rồng thì thiệt mà phải đâu con rồng, không phải con rồng là con rắn. Tất nhiên Giáp Thìn và 24, Ất Tỵ 25. Đó. Bây giờ tôi xin nhắc lại cái câu của Đức Thầy. Thầy nói là Mẹo đã hết rồng ba giờ dẫn. Mẹo là cái năm Quý Mão, năm 23 này là năm Quý Mão. Rồng ba giờ dẫn là bước qua Thìn. Năm 24 khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Ý ông nói cái năm 24 là khắp cả hoàn cầu thế giới này nghịch hết. Lê dân trăm họ xá xào, lê dân trăm họ là đất nước Việt Nam này, là trăm họ con rồng cháu tiên đây, gọi là trăm họ xáo xào là không còn yên ổn nữa. Rã rời phụ tử máu đào nhiệm tuôn, thương quá sức bắt cuồng tâm não quyết, cứu đời dùng đạo phổ thông. Đó là thầy quyết dạy đời nên nói đời thường cho sinh chúng đời nay dễ biết. Đó là một câu thầy cũng quyết định là cái năm 24 này xảy ra. Thêm một cái đoạn khác nữa thầy cũng nói đó. Mèo lui, mèo cũng đã hết, là cái năm quý mão này, là cái năm 23 này đã hết. Rồng bay dơ dẫn là bước qua Thìn, cũng bước qua Thìn nữa. Khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, ông nói khắp cả hoàn cầu thế giới này nghịch hết, cái năm 24. Lê dân trăm họ sáo sao, rã rời phụ tử máu đào nhiệm thuông. Thương quá sức bắt cuồng tâm não quyết, cứu đời dùng đạo phổ thông. Đó là hai cái câu của Phật Thầy, Đức Thầy nói ra tuy rằng nó khác nhưng mà ăn một ý một, không khác hơn là ý ông muốn quyết định là thẳng cái năm Thìn đã sẽ xảy ra. Bây giờ ông cũng nói thêm một cái câu khác nữa, cũng vô năm Thìn nữa. Ông nói con rồng mới nữa rút nanh, mà trong bách tánh thất thanh hải hùng. Vậy con rồng là cũng cái năm 24 là năm Thìn là năm con rồng, mới nữa rút nanh là nửa cái năm Thìn, mà trong bách tánh thất thanh hải hùng. Đó là qua cái ba câu của Đức Thầy đã khẳng định vô ở trong cái chỗ này. Bây giờ cái bài mà Phật Thầy rõ thiên cơ đó, thầy nói cuộc đời càng gắt lại càng gai, ngắt máy thiên cơ chẳng dám bài. Thầy nói chẳng dám bài mà thầy hé lộ thì ra thầy bài ra. Rắn nấp dưới hang coi ngựa chạy. Bây giờ rắn là gì quý vị? Rắn là cái năm Tỵ, năm Ất Tỵ, năm 25, năm con rắn. Rắn nấp dưới hang coi ngựa chạy. Ông nói tới nữa, khỉ ngồi trên ngựa ngó gà bay. Khỉ là cái năm 28, là năm Mậu Thân, là năm khỉ. Khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay, mà ổng mấy quả quyết rằng, ổng nói nè, đông tây trộn rộn trời che sát,
Đông Tây là hai hướng rồi. Nam Bắc ê hề đất trở thay là bốn hướng luôn. Đông Tây rồi Nam Bắc ê hề đất trở thay. Cái này chết ra hen, đất mà trở thay chứ không có nói hạm đội tàu bè nào trở. Ý muốn nói tới cái năm Kỷ Dậu á, là năm 29 á. Nam Bắc ê hề đất trở thay, nhân vật 10 phần hao 78, thần tiên thấy vậy cũng cho mày. Đó. Như vậy là cũng ý muốn nói quả quyết đó. Như vậy đó. Nhưng mà sắp tới đây đó, cái đời này á, cái đời này là cái đời Hạ Quân. Hạ Quân đấy đó. Ông bà Tứ Thánh nói đó, Hạ Quân mỗi vật mỗi mòn. Mòn sông, mòn biển lại còn mòn non. Đây là tới thiên biến vạn hóa luôn nha. Mới đổi chồng, đổi vợ, đổi con. Đổi sông, đổi núi, đổi hòn Hà Tiên. Đổi Châu Đốc, đổi Trịnh Biên. Thất Sơn lại đổi Hoa Liên Nhà Bàn. Mới qua liền năm nước trật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn như sông. Mới tới đổi Nhật, đổi Nguyệt, đổi Phong. Đổi Nhật là đổi mặt trời, đổi Nguyệt là mặt trăng, đổi Phong là đổi gió luôn. Đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ Nam Bang. Trời xây u á bốn phàng, nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ, chuyển lưng bỏ bậc biên thì, ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân. Chứ không phải im tịnh gì, đưa không cái lập đời thượng quân lại đâu quý vị. Ngửa nguyên trời đất mới lập đời thượng quân, mà khi lập đời thượng quân được đó. Mười phần ông sư giải nói, mười phần dạy đẳng có hai phần, còn tám phần nữa dạy không nghe lời. Còn Đức Thầy nói thiên cơ biến đổi can qua, gẫm trong thế giới còn đôi ba phần. Còn đôi là hai, ba là ba quý vị. Đó. Tứ Thánh nói mười phần hết bảy, còn ba hết hai, còn một mới ra Thái Bình. Trục kia chọi dưới đồng minh, hai sông cô cạn mà nhiệt tinh rạng ngời, ra quay đánh dẹp mọi nơi, năm châu bốn biển mà thay phơi chập chồng. Quý vị coi, ông sư giải Văn Khoai cũng nói, Đức Thầy cũng nói, Tứ Thánh cũng nói, cũng vô đây. Bây giờ tôi xin nhắc lại đó, trong bổn truồng của ông ba cũng nói thêm nữa đó. Ông nói cám đương đời ma quỷ đo đoan. Cái câu này rất là xác thực. Ông đóng thiên can địa chi luôn nha quý vị. Quý vị nghe cho kỹ cái câu này. Cám thương đời ma quỷ đo đoan. Gió giàu kẻ khóc người than. Tiểu Khê. Tiểu Khê là con gà nhỏ quý vị. Con gà nhỏ là con gà tháng 8 của năm Kỷ Dậu năm 29 đó. Tiểu Khê mà Kỷ Dậu, chỗ này ông đóng can chi rồi Kỷ Dậu. Kỷ Dậu không khác hơn là cái năm 29 là năm Kỷ Dậu thôi. Không có năm nào nữa khác nữa hết. Tôi thấy rõ ràng bị ở đây can chi đóng mà. Bây giờ cái năm 12 năm nữa có năm Dậu nữa. Nhưng mà Tân Dậu, kỳ mà Mậu Dậu, Quý Dậu hay gì đó chứ không có còn Kỷ Dậu nữa. Mà phải 61 năm trở lại mới đúng là Kỷ Dậu nữa. Thì bây giờ ông nói Tiểu Kê là con gà nhỏ mà Kỷ Dậu là cái năm 29. Tháng 8 của năm 29, đại giang tới rồi. Dĩ xà thủ mã tới hồi. Dĩ là đuôi, xà là rắn. Cái đuôi rắn là cái đuôi của năm 25. Thủ là đầu, mã là ngựa. Cái đầu năm con ngựa là cái năm 26. Cái đuôi 25 là đuôi con rắn, mà năm 26 là con ngọ, là đầu con ngọ. Dĩ xà thủ mã Tây Hầu là Phật Thầy Tây An trở lại. Đó. Nhưng mà Phật Thầy Tây An trở lại rồi đó, qua dê đi dưới đất. Như vậy cái năm dê là năm 27. Nãy giờ khỉ ngầu trên non. Năm dê năm 27 mà khỉ ngầu trên non là tất nhiên cái năm khỉ là năm 28, năm Mậu Thân đó, Thầy về non. Đó là qua những cái lời tất cả kinh sấm cũng như trong ông ba đồ này kia ông tiên tri là như vậy. Bây giờ ông nói thêm đó. Ông nói chuột nằm trên núi treo leo. Bây giờ chuột á là năm Tý. Hen, là cái năm 2020 rồi đó, trải qua rồi đó. Năm nay 23 rồi. Chuột nằm đó, một năm Phật kể hai năm. Bây giờ tại sao cái câu mà ông nói một có một năm mà Phật kể hai năm? Vì á tới hai năm mà nó có tròn một năm à, là thầy nói con rồng mới nửa thuốc nanh, là có nửa năm thìn, từ nửa năm thìn đi tới
ha, nửa năm Thìn, một năm Phật kể hai năm, nửa năm của Phật, nửa năm của trời. Tất nhiên nửa năm Thìn đã bước qua nửa năm Tỵ. Hai cái năm này, một năm mà Phật kể hai năm, hai năm là năm Thìn và năm Tỵ, nó tròn có một năm mà. Bởi vì nửa năm Thìn nó bước qua rồi tới nửa năm Tỵ là có một năm mà Phật kể tới hai năm. À, nửa năm của Phật, nửa năm của trời, biết sao à, nghe nói tỏ lời. Bây giờ ông nói nè, chuột, mèo, trâu, cọp, rồng thời nửa con. Bây giờ quý vị coi, chuột cái năm năm Tý là năm 2020, năm chuột. Chuột, mèo, mèo là cái năm 23, trâu là cái năm 21, cọp là năm 22, rồng thời nửa con là qua 24, nửa con rồng mà Đức Thầy nói con rồng mới nửa rút nanh. Còn bên đây ông ba nói rồng thời nửa con, có phải ăn với nhau y như một không? Thầy nói con rồng mới nửa rút nanh mà ông nói rồng thời có nửa con thì cũng nửa năm Thịnh đó, rất là ăn với nhau. Ông ba Đức Thầy nói nè, là ông ba nói ý từ cái năm á, bây giờ còn ông Trạng ông đóng thiên can vô luôn, ông đóng thiên can luôn đó. Như vậy đó, ông đóng xảy ra là nghe cái này tôi tính 4 cái tháng này đó nghe. Ông nói Giáp Tý Ất Sửu chuyện mau bây giờ, vậy Giáp Tý đây đóng thiên can địa chi đóng trung. Giáp Tý đây là cái tháng 11 này, là tháng này nè, hiện tại cái tháng 11 nè của năm 2023 là tháng 11 nè. Ất Sửu là năm Ất Sửu là tháng chạp, Giáp Tý Ất Sửu từ chỗ này nó rút lên, cho nên chuyện mau bây giờ. Bây giờ nó tới qua hai cái tháng của đầu năm của 24 nè, Bính Dần là tháng Giêng, Đinh Mão là tháng 2. Bính Dần Đinh Mão ngẩn ngơ đến cơn bát loạn chạy qua dễ dàng. Bát loạn là tám hướng đều loạn hết, không còn yên ổn chỗ nào hết. Đến cơn bát loạn chạy qua dưới vàng, kẻ đau người chết nhộn nhàng, muôn binh ngàn thú rộn ràng lăng xăng. Kẻ thời bị thú bắt ăn, người thời lại bị âm binh chạy nhào, đất bằng sao nước lại trào, chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Vừa chạy vừa khóc như mưa, trốn đâu cho khỏi binh ngựa bốn phương. Mình như chỉ dấn chơi dương, chừng đó cầu nguyện thật thương nặng nào, ác thú lục khắp ngo cao, muôn binh dây phủ không đường vô phương. Bốn cửa có bốn tiên dương, chừng đó thần tướng trung ương trung hoành, ác thú lục phá tan tành, muôn binh dây phủ không đường thoát thân. Đó là qua những câu tất cả ông cũng như ông ba ông nói rồi. Bây giờ đó ông ba ông nói đặng khác nữa đó, ông nói để coi cọp nọ quá rồng, thấy không? Cũng vô Thịnh nè, à, rồng là Thịnh, quả quyết cái năm Thịnh này sẽ xảy ra đi dài tới. Để coi cọp nọ quá rồng, mà cọp đây là cái năm 21, cái năm Dần năm cọp đó, nãy giờ ông dần dần ông nói tới đó, mà quá rồng mà bước qua Thìn à, con rồng mới nửa rút nanh rồi cũng bước vô năm Thìn nữa. Mà ông nói tới nha, sấu nằm đáy biển mà ngựa hồng lên mây. Sấu là muốn nói ông năm chèo đó, nằm ở dưới đáy biển và dưới giữa đáy sông ở Dầm Nao đó. Mà con sấu thần mà ông Định Tây ông giữ sấu thần này đó là bây giờ còn di tích, là cái hầm con sấu này ở tại đình Thất Sơn ở Nhà Bàn đó. Sấu nằm đáy biển mà ngựa hồng lên mây, qua năm ngựa là năm Ngọ 26, tất nhiên đó là sấm nổ nó nổi lên rồi, cho nên ngựa hồng lên mây. Mục liên đây lại một cây, nhan hồi bất hạnh mà xuất ngay thần đồng, nào hay rắn nọ lộn rồng. Thấy không, cũng trở lại rắn nọ lộn rồng. Mà rắn đây là năm 2 Tỵ, năm 25, rồng là năm Giáp Thìn 24. Nào hay rắn nọ lộn rồng, rồng đà lộn rắn mà có chồng như không, cha già lúa những đợi trong, chừng nào lập hội mà không trong năm này. Đó quý vị coi, thì ở đây đó tất cả kinh sấm đều cũng ghim vô là một. À, ở đây tôi cũng xin nhắc lại đó, bây giờ ở trên đó, như vậy Phật Thánh Tiên và học hoàng đồ ngậu hội nghị công đồng ở trên á, hội nghị rồi mới quyết định á và xem đi xét lại mấy lần, gạn kỹ lắm,
xem đi rồi rồi xét lại nữa mấy lần. Từ tí chí mẹo không bình không an. Vậy từ tí đây, cái năm tí là năm 2020 này, chí là chốt của năm mẹo là năm 23 là nó hiện tại đi. Mà không bình mà không an trong cái dòng này. Từ mẹo đến ngọ đó đoan, từ mẹo là cái năm 23 này, năm quý mẹo, rồi đến ngọ là năm 26 này, nó xảy ra đủ chuyện hết cho mới gọi là đo đoan. Nhưng mà ông nói tới đó, mùi thân thiên hạ mới an cửa nhà. Vậy năm mùi là năm 27, thân là năm 28, thiên hạ này mới an là mới yên ổn mà, mới có bình lợi à, mới an cửa nhà. Bây giờ ông đóng cái thiên can địa chi luôn là quý dậu có Phật La Bà. Vậy quý dậu, quý vị nói là cái tháng 8 của năm 2029 là tháng quý dậu, mà năm là năm kỷ dậu, mà tháng là tháng quý dậu, tháng 8. Quý dậu có Phật La Bà là có Phật xuống tại thế, vạn dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Rồi quý dậu chư Phật tha bà, thái bình bá tánh nhà nhà ấm no. Đó là qua những cái câu mà ông sư giải bán phai, ông cũng đóng thiên can địa chi chung cái chỗ đó. Đó là một. Thì sắp tới đây đó, tôi nói quý vị nghe, sẽ có hai, ba trận, ba đợt sấm nổ, chứ không phải chỉ một đợt đâu. Ba đợt sấm nổ. Đầu tiên đó, như vậy là sấm nổ 3 tiếng đầu tiên. Đó, 3 tiếng đầu tiên, đợt thứ nhì đó nổ có 1 tiếng à, là súng hết nổ, trời đất tối thui năm chèo xuất hiện, súng hết nổ là tới phong thần. Đợt thứ 3 cuối cùng đó, cái đợt cuối cùng là đợt thứ 3 đó, đổ 3 tiếng nữa là 3 tiếng sấm nữa là để sắp chuyển qua đời của Thượng Quân Thánh Đức để lập lợi Hậu Long Hoa. Mà Đức Thầy đó, trong cái bài sứ mạng thầy nói á, trong cái bài sứ mạng thầy nói á, chọn lập Hậu Long Hoa để chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Đó là cái câu của trong bài sứ mạng Đức Thầy mà tôi đã nhắc qua. Bây giờ đó, ông dần đi dần lợi, quả quyết là cái năm thịnh này sẽ xảy ra. Mà quý vị coi nha, con rồng mới nửa rút nanh là nửa năm thịnh đó, nó đi dài tới đó nha. Còn ở từ đây tới nửa năm thịnh đó, cũng xảy ra, nhưng mà xảy ra như thế nào đó thôi. Nhưng mà từ nửa năm thịnh trở lên đó, con rồng mới nửa rút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng rồi, là hồn vía rồi. Bây giờ ở đây ông ba nói thêm nữa đó, con mèo ngồi, con mèo là cái năm 23 rồi, nhưng mà nó không sợ con gì mà nó sợ con rắn. Mèo ngồi sợ rắn xa đàn. Xa đàn là xa đường, mà con rắn là cái năm Ất Tỵ năm 25. Xa đàn là xa đường. Dê thời ghét khỉ mà sớm làng sạch trơn. Dê đây là cái năm 26. Khỉ năm dê là cái năm 27, khỉ năm 28, ghét khỉ mà sớm làng sạch trơn. Ông ấy nói thập bát quốc là 18 nước, lãnh hậu đồ sơn. Thăng thiên độn thổ nhờ ơn Phật trời, chừng nào núi cấm quá lầu thì ni mới thấy nhiệm màu của ta, chừng bảy núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân ơi tu hành ắt được thảnh thơi lại khen được ngọc được trời báo thai. Đó là qua cái câu đó. Bây giờ ở đây đó, em cháu nãy nó cũng hỏi qua những cái câu này, nó nói biết sao mà nói thường thường cái ông Tiều Lão ổng nhắc tại sao xảy ra tất cả trước khi xảy ra các chợ là tôi cũng trước nhất á, tôi cũng xin nhắc lại cái đầu của cái bài kinh ông Tiều Lão, mà kinh ông Tiều Lão này là hậu kiếp của Phật thầy Tây An, hậu kiếp của Phật thầy Tây An, cho nên kinh Tiều Lão á, tôi xin đọc rồi nguyên văn là tôi giải xương ra trong cái kinh Tiều Lão. Mà ông sư giải bán khoai này là 11 hồi là Đức Vua Âm Dương đó, ông có nhắc, ông có ra đời là cái cuốn nó là sư giải bán khoai này ra đời trên dưới cả trăm năm rồi, nhưng mà ông nhắc ông Tiều Lão này, tới bây giờ tôi mới gặp cái kinh ông Tiều Lão này nó đã ăn ra rõ ràng đó. Bây giờ tôi nhắc đó, bên ông sư giải bán khoai 11 hồi đó, trong cái trang 56 đó của ông Tiều Lão đó, ông nói đó, có ông Tiều Lão ngăn ngừa đế vương, có ông Tiều Lão này ông ngăn ngừa đế vương, tất nhiên cái ông này ông lớn hơn ông Đức Vua Minh Vương, ông mới ngăn ngừa đế vương được. Có tiều thì chỉ ngõ đường, không tiều thì mắt tai ương hoài hoài, đến đâu thiên hạ an bài, hết đau hết khổ, hết loài tà tinh, hết đau hết nhức trong mình.
Đó là cái câu của trong 11 hồi của ông Sư Giải Mắc Phai ông nhắc. Như vậy tôi nghĩ đây là hậu kiếp tất nhiên của Phật Thầy Ra trở lại, chuyển trở lại là ông nhắc cái của Phật Thầy Ra. Thì ở trong đây đó, ông ba này á, cũng mượn tá bút của Phật Thầy Tây An nữa, là ông tá bút mượn tay ông ba thớ viết: con mèo ngồi sợ rắn sa đàn, sợ con rắn, mà rắn đây là cái năm tỵ, năm 25 sa đàn, dê thời ghét khỉ mà sớm làng sạch trơn, dê 27 khỉ 28 mà sớm làng sạch trơn, thập bắc quốc lãnh hậu thơ, thập bắc quốc là 18 nước, thăng thiên độn thổ nhờ ơn Phật trời, chừng nào núi cấm quá lầu thì ni mới thấy nhiệm màu của ta, chừng mấy núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ rằng ơi tu hành ắt được thảnh thơi, lại xem được ngọc trời báo thai. Đó là qua cái câu của ông bà ông có nói vậy. Mà tôi xin nhắc lại cái lời của Sấm Trạng Trình đó. Ở đây ổng cũng nói về cái thiên can đó, cũng vô ngay cái dòng này quý vị. Tất cả kinh sấm trong hệ Bổ Sơn Kỳ Hương này cũng không khác cả cái dòng này. Bây giờ ông nói ông Trạng nó canh tân sực nứt mùa hèm. Ở đây canh đây đó là canh tí năm 2020. Tân là tân sửu năm 2001. Nghe không? Ông nói sực nứt mùa hèm thì cái năm mà từ cái năm 2020 này đó, quý vị coi nó tất cả các nước nó xuống biển Đông là coi như rần rộ rồi, nó sẽ là tham chiến rồi, nó sẽ căng với nhau, nó tới giờ này luôn là tàu bè rồi cái nọ nó là tới giờ này luôn. Từ cái năm 2000. Nhưng mà canh là canh tí năm 2020, tân là tân sửu 21, sực nứt mùa hèm. Nhưng mà ông nói nhâm quý đang lãng ngoài đem binh vào, nhâm là nhâm dần năm 2022, quý là quý mẹo năm 23, nhâm quý mẹo. À, nhâm quý đang lãng ngoài đem binh vào. Nhưng mà ông chỉ đây nè, quý vị. Ông đóng cái thiên can, ông nói giáp thời thấy rõ binh đao. Phải khởi chiến tranh không? Giáp đây là ngay trong cái giáp thịnh. Năm 24 thấy rõ binh đao. À, bây giờ ông nói ất niên chiến quả mà xâm vào Tràng Lan. Ất niên là cái năm ất tỵ 25 mà xâm vào là các nước nó đều vô hết. Xâm vào Tràng Lan thiên tai chiến sự ra lan. Bây giờ tôi xin nhắc trong đồ thơ của Đức Bổn Sư. Ông cũng nói đó, rắn lộn rồng nhân dân sinh vật. Nghĩa là ở trong kinh sấm nào cũng nói muốn nói năm thịnh và năm tỵ này hết, xảy ra hết. Rắn á, là cái năm tỵ, năm ất tỵ 25 là lộn rồng, là cái năm 24 nhân dân là mình đây sanh vật. Rồi bây giờ ông Đức Bổn Sư ông nói đồ thơ Đức Bổn Sư nói đó, ông nói sấm nổ luôn nè, ngay cái năm mà con rắn là năm tỵ, năm ất tỵ 25 đó. Đó, con rắn nó cắn nhất mình việc thình lình sấm vậy. Là ông muốn sấm nổ lên là đầu năm 25 mà tôi nghĩ rằng có thể là tháng 3. Bị gì á, ông nói nè, tại sao tôi nghĩ là tháng 3? Ông nói xà cất cổ tần dương khởi lạng. Xà đây là rắn, năm ất tỵ năm 25 là cũng là năm rắn, mà cất cổ là ở đầu con rắn, đầu cái năm rắn. Thay vì ở trên đầu là cái tháng giêng tháng 2 mà dưới cần cổ, có nghĩa là cũng phải tháng 3, tháng 2, tháng 3. Ông nói xà cất cổ, xà là rắn mà cất cổ là ở cái cổ con rắn là ở tháng 3. Tần dương khởi lạng là vua miên khởi lạng, nó xuống á, miên xuống á. Như vậy đó, như vậy khi ba tiếng sấm nổ rồi á, đầu tiên rồi á, thì miên nó tràn qua. Mà Tứ Thánh đó, mô tả đó, qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ văn giáo máu tràn như sông, đổi nhật, đổi nguyệt, đổi thông, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ, đổi cha lại, đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ nam bang, trời xây quá bốn phan, nước tàn bờ cõi khó an thời kỳ, chuyển lưng bỏ bực biên thì, ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân. Chứ không phải êm đềm về đây mà tự nhiên rồi cái êm lập đời thượng quân quý vị. Phải trải qua một trận là coi chiến tranh giặc giả 18 nước nó vô, nó tranh giành ngôi báo rồi từ thật truyền thu hết phép thần Phú An Bá Tánh mới một lần nặng nguy. Chứ không phải được không mà êm đềm đâu mà như vậy đâu, xảy ra một trận đó. Bây giờ đó, tôi xin nhắc lại ông ba, ông phanh ở trong cái vùng này nè. Nghĩa trong 12 năm, tất nhiên là một con giáp nhỏ đó. Ông nói thang 12 nấc có biết sâu, từ tí trí hợi biết đâu mai chiều. Từ tí đây đó, cái năm 2020, cái năm tí, năm canh tí quý vị, năm 2020,
chí là chót của cái năm Hợi là năm 2031, trong 12 năm này là một con giáp nhỏ. Yeah, từ trí chí Hợi biết đâu mai chiều giận con hư mẹ mới đánh liều qua năm Tức Hợi mà khư chiều quá long mấy ai nằm rồng mẫn phúc xong chờ cho phúc vịnh chờ cái trong phụ hoàng. Đó. Thì ở đây đó tất cả kinh sấm đều đó cũng ghim vô cái đoạn này hết đó quý vị. Bây giờ tôi xin nhắc lại lời của Đức Thầy ở trong quyển 3 mà nhắc lại cái ông Trạng Trình đó. Ông tri cái chỗ này nè, cũng ngay cái thình nữa à, quý vị, thình trị nữa. Ông nói ngày nay xe lết xe lôi. Cái thời xưa đó chưa, ông Trạng Trình đó, trên đó là 500 năm trước ông tiên tri đó là chưa có xe lết xe lôi. Mà bây giờ ông nói tới cái thời này có xe lết xe lôi. Ngày nay xe lết xe lôi đúng lời truyền sấm của hậu đời Lê, hậu cái đời nhà Lê đây, trước đây đó, là năm rồng, quý vị coi cũng vô cái năm thình nữa. Rắn là tỵ 24 và 25, ngựa là ngọ 26, dê là mùi 27. Ông Nguyên muốn nói bốn cái năm này đó là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thay phơi là chết chóc ê hề rồi. Trạng Trình truyền sắm mấy lời ngày nay dân chúng dậy thời giáng tri, hiền nhân bổn phận tu mi phải mau thức tỉnh kiếm thị quyền cơ, ngọn đèn khi tỏ khi mờ chúng sanh còn hỡi còn chờ việc nào. Thì qua những lời này đó tất cả kinh sấm đều vô đây. Bây giờ tôi cũng xin nhắc lại đó, bây giờ ông Tiều Lão ông chữa ông tiên tri ra đây ra từ năm này cũng ăn vô chỗ này nữa à quý vị, ăn vô đây đây không à. Đây ông Tiều Lão, ông đầu đề của ông Tiều Lão, cái cuốn Tiều Lão đầu tiên đó, ông nói ngồi buồn xem khắp thế gian, thấy trong thiên hạ mà nhộn nhàng lắm thay, năm ngọ chưa mấy tai nạn, cũng vô năm ngọ phải không, kể năm ngọ là năm 26 đó. Năm ngọ chưa mấy tai nạn, năm mùi khổ não lắm thời ra ngôi, năm mùi năm 27 chúng sanh bệnh khổ đứng ngồi tháng tư phải động một hồi chúng sanh. Ý ông muốn nói từ cái tháng của cái năm mùi luôn là năm 27 đó, năm mùi khổ não lắm thời dân ngôi, tháng 3 bệnh khổ đứng ngồi, tháng 4 phải động một hồi chúng sanh, mau mau cố chí làm lành cắn công tu niệm mà không thành cũng ưng, tháng 5 bệnh khổ tưng bừng, bước qua tháng 6 lẫy lừng âm binh, tháng 7 đá nổ ầm ầm, bước qua tháng 8 thay nằm làng khang, tháng 9 dân chúng nào an phong thần giáng xuống mà không toàn đứng đi, tháng 10 nhiều sự dị kỳ hổ lan ác thú dị thì nhảy ra, chạnh lòng Tiều Lão suy ra, nhân dân cùng trẻ đến già không yên, năm thân trời hạn khô khan, tháng năm có chúa Minh Hoàng bước ra, âm binh ba tiếng vậy mà thai hồn đổ xác vậy mà không sai, thiên cơ lão đã tỏ bài, mặt tình trần thế xem thời nghỉ nghe, chị em tu khá kiên dè, trồng khoai trồng bắp mùa hè đỡ thân, lúa kia hao hết ba phần làm sao ăn đủ, lần lần khổ thai đói lòng ăn bắp với khoai, chờ cho tới hội chiều mai coi đời, ở trên mây bạc giữa trời tiêu thiều nhặt trỗi lập đời thượng quân. Bây giờ ông cũng quyết định vô nè, năm Dậu Phật giáng Thất Sơn, năm Dậu là cái năm Kỷ Dậu năm 29 quý vị, Phật giáng thế xuống tại Thất Sơn, mà tại đâu, tại non ông cấm giả chân thì trường, bá gia chớ khá lo lường, tu tâm dưỡng tánh lo lường nghĩa nhân, hào quang Phật chiếu tứ phương, chư thầy có lẽ tỏ tường chẳng sai, Tiều Dưng lời Phật dạy dài, biên ra một bổn dâm bài ca ngâm, đời này giả điếc giả câm, biết ăn biết nói sâu tâm phần phần, thân tôi Tiều Lão ở rừng, đốn củi đậu gạo cầm chừng cũng no, công danh phú quý thì lo, không lo niệm Phật mà nằm co kêu trời, bấy lâu Phật dạy quên lời, ngày nay ác thú ra đời nói ăn, nhìn đời lửa cháy tứ văn, trên non chuyển động mà binh chàng kéo ra, lao sao kẻ khóc người la, chừng đó mới biết lời Phật dạy mà chẳng sai, Tiều Dưng lời Phật dạy dài, đó là qua mới biết lời Phật dạy mà chẳng sai, Tiều Điên Tiều nói ít lời, mặc tình anh chị thêm thời để coi. Đó là qua những cái câu ông Tiều Lão, ông lúc tiên tri, mà nhất là cái năm mà năm mùi đó quý vị. Đó, cái năm mùi đó là xảy ra năm 27 đó. Đó, ông cũng nói luôn từ tháng luôn, từ tháng 3 tới tháng 10 luôn. Phong thần đó. Ý ông nói tới chỗ này là phong thần rồi. Hổ lan ác thú vậy thì nhảy ra là phong thần rồi. Như vậy thôi bây giờ tôi đã nhắc lại luôn nữa. Ông tiên tri luôn nữa xảy ra là các cái chợ ở là miền Tây mình đồ này kia nọ từ Sài Gòn đồ này kia ở ngoài Bình Dương rồi này kia, ông tiên tri từ cái chợ phải xảy ra như thế nào, ông nói từ chợ luôn đó. Ông Tiều Lão này á.
Như vậy đó, ông Tiều Lão ông nói đó, Sài Gòn Quạnh Hiu, Sài Gòn Quạnh Hiu là nửa sơ sát quý vị, Quạnh Hiu là điêu tàn sơ sát hết mới gọi là Quạnh Hiu. Bạc Liêu tiệt gốc, Bạc Liêu này nữa không còn Bạc Liêu nữa, tiệt gốc rồi. Châu Đốc dở dang, Châu Đốc mình cũng không còn Châu Đốc nữa, nữa xảy ra tới cái đời Hạ Quân chuyển qua đời Thượng Quân Sánh Đức lại thì nó xảy ra cái này đó. Châu Đốc dở dang, Tân An không chủ mà chợ thủ vắng người. Tháng 9 30 có thiền Bát Nhã đậu tại Long Châu. Long đây đó không phải cái chợ Long Châu này mà Long là Long Xuyên, Châu là Châu Đốc, có thiền Bát Nhã đậu tại Long Xuyên và Châu Đốc. Bến Tre thảm sầu, Bến Tre có thảm sầu. Mỹ Tho Hữu Phước, chỉ có Mỹ Tho Hữu Phước là Mỹ Tho có phước. Trà Vinh khóc mướt, lớn nhỏ xôn xao, ráng chạy cho mau, vô chùa mà trốn, Cần Thơ hết vốn, hết gạo, hết tiền. Tại tỉnh Long Xuyên ghe thiền không bến, nhà giàu nhà có chẳng có cơm ăn, tại tỉnh Sóc Trăng sóng thần nổi dậy, ruộng không người cấy nhà cửa Quạnh Hiu. Ruột thắt chín chiều con kêu cha mẹ, nói qua tỉnh ấy vạch giá bắt hoành, nhưng mà bình tĩnh mới khỏi đau binh, tôi muốn làm thinh không thèm nói nữa. Thủ dầu bị lửa bến cát tan quang, nước tràn lửa dậy, mấy cô còn nhỏ, mấy cậu thanh niên, đừng nói trâu điên, đừng cười trâu dại, bầy dê nó chạy sĩ nhảy vô rừng. Bầy dê đây cũng năm 27 năm con dê. Bầy dê nó chạy khỉ nhảy vô rừng, khỉ là tất nhiên ở năm 28 là thầy về non đó. Nó khỉ nhảy vô rừng, trước mặt đám đừng, sau lưng đám lát. Trước mặt đám đừng, sau lưng đám lát, thị thành tan nát. Nhà cửa Quạnh Hiu. Phút này quý vị tôi đọc cũng hơi quên nhớ nha, lặp dập chút xíu. Chị nào có tu lúc này mới khỏe, chừng nào chó đẻ mới tới việc này. Chẳng có láo ai hết kêu, đất trời sao không xét hỏi. Qua nơi xe đét tỉnh ấy hết sang, thành lũy sớm làng nhân dân cùng khổ. Nam Giang bơm nổ chùa chạy chẳng còn, còn chỉ hao mòn khóe lỗ khóe hang, tam gà đổ bộ. Tam gà đây là đệ thế chiến thứ ba là tam, mà gà đây là cái năm Kỷ Dậu năm 29 cũng còn con gà. Tam gà đổ bộ chín chỗ quãng đường, chợ lớn bi thương còn chừng phay nữa. Coi nghe dằn dữ, tu hành sống sót để mà coi đời. Đó là qua cái câu của ông Tiều Lão, ông tiên tri hết các chợ đó quý vị. Như vậy đó, như vậy thì cái thời gian này đó sẽ diễn biến ra rất là cực kỳ, rất là cực kỳ. Cho nên ở đây đó, tôi cũng xin nhắc lại lời của ông Ba, ông cũng quyết định nữa. Nãy giờ tôi xin nhắc lại trên dưới là tất cả kinh sấm trong hệ Bổ Sơn Kỳ Hương này trên dưới 15 chỗ rồi quý vị. Nhưng mà bây giờ tôi xin nhắc lại ông Ba, chỗ này ông rất là xảy ra rất là khó khăn, cho nên ông dần tới dần lui rất là nhiều. Ông nói thình tỷ sức long chiếu cố, thình đây là cái năm 2024, năm tỷ, năm 25. Ông nói thình tỷ sức long chiếu cố, tức sức long là sức rồng. Dần thời tráo thố quán miêu, chẳng lẽ xử tiêu mà tiêu mới lạ. Bàn điềm ấy cận kỳ nhật dạ, e nhân sanh thọ quả bất an. Điềm bàn thật tiêu tan, người thiệt gian lâm nạn. Điềm ứng hữu lưỡng hình lạng trị, quả điềm này thình tỷ lạng xâm. Cũng quyết định là thình với tỷ này. Diêm chúa khởi bên năm là ở dưới lên, hoàng thiên dâm thình tỷ là ở trên trời nhân xuống. Mà nhân xuống tại đâu? Tại thế gian mình nói thế xây dần mới loạn trị một ngôi. Thương đời chắc lữ thương ôi, giận lành người nở phụ trâu sau lành. Tỷ thình, thình tỷ tranh hành, hai ngôi như một, người lành tốt tươi. Đó là qua cái câu của tất cả kinh sấm đều cũng ghim vô đây là một đó quý vị. Cho nên á, không ngoài ra tôi nghĩ rằng tất cả kinh sấm á, bây giờ tôi cũng xin nhắc lại đó. Ông Ba ông nói trong cái dòng này là một con giáp nhỏ, thang 12 nấc có biết sâu. Từ tí trí hợi, từ tí là cái năm 2020, chí là chốt của năm hợi năm 2031. Biết đâu mai chiều dẫn con hư, mẹ mới đánh liều qua năm tức hợi khư chiều quá long. Như vậy đó, bây giờ tôi xin nhắc lại lời của thầy cũng nói nữa. Chừng nào mới đặng thánh thơi? Thầy hỏi á, thầy hỏi rồi thầy đáp sao, trả lời luôn. Chừng nào mới đặng thánh thơi? Thánh thơi là yên ổn trở lại, hiểu không?
thì nó qua năm Tuất hợi Phật trời mới định phân. Qua năm Tuất đây là 2030 hợi 2031 Phật trời mới định phân. Mà định phân cái gì? Ông nói nè, chim ô đà giữa cầu ngân, con chim ô thước bắt cây cầu sông ngân để tái thế lập lầu đế dương. Người xưa trở gót là Phật thầy trở lại, cho gần người nay rồi dẹn tháo ngay thì là thế tạng mặt mày từ xưa. Mà bây giờ ông quyết định luôn đó, tới cái năm Tức là năm 2030 rồi đó, ông nói chó ai mà bỏ nhà quan, năm Tức là năm con chó, thầy phơi chết đói mới ngủ ngang sớm làng, heo tôi đã đúng làm hàng, heo là hợi năm 31, cạo lông chia thịt mà gom tàn năm trâu. Ở đây gom tàn năm trâu bốn biển là nhà Phật con thiên hé miệng cười rồi qua cái năm này rồi. Mà tới cái năm Dậu là năm 29 là bình rồi, nhưng mà cái hai cái năm Tức hợi này đó, là để định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang quý vị. Là chứ tới cái năm mà tôi nhắc lại nghe quý vị, tới cái năm mà Mùi đó, ông Triều Lão năm Mùi khổ não lắm thời vẫn ơi, năm Mùi đó mà. Như vậy thì bây giờ ở đây đó, tôi cũng xác nhắc lại cái đoạn này một chút. Bây giờ Tứ Thánh nói đó, tới đây là nó thay đổi hết rồi, thay đổi cảnh vật là vì trời đất tối xuôi năm chèo xuất hiện trên núi thì thú dữ tràn xuống gọi là tới phong thần. Cho nên á, Tứ Thánh mới mô tả đó, đổi chồng, đổi vợ, đổi con, đổi sông, đổi núi, đổi hòn Hà Tiên, đổi châu đốc, đổi Trịnh Biên, Thất Sơn lại đổi Hoa Liên nhà bàn. Cái hội này, cái hội Hoa Liên ở tại nhà bàn, cái chợ nhà bàn mình đủ gì. Đây là cái lời của Tứ Thánh nói, nguyên văn tôi xin đọc lại. À, mấy qua liền năm nước chật đàn là năm nước đầu tiên, năm nước nó qua, qua liền năm nước chật đàn, qua lộ dân giáo máu tràn như sông. Cái lộ dân giáo là từ nhà bàn chạy vào núi Cấm là cái chợ dân giáo ở giữa đó. Cái đây là cái mặt trận, ở trên miên nó xuống đó, ở dưới này lên là đụng ngay chân đó, chỗ này máu thành núi, xương thành núi, máu thành sông. Đổi chồng, đổi vợ, đổi con, đổi sông, đổi núi, đổi hòn Hà Tiên, đổi châu đốc, đổi Trịnh Biên, Thất Sơn, lại đổi qua liên nhà bàn, qua liền năm nước chật đàn, qua lộ dân giáo máu tràn như sông, mới đổi đổ nhật, đổ nguyệt, đổ phong. Đổ nhật là đổ mặt trời, đổ nguyệt là mặt trăng, đổ phong là đổ gió luôn. Đổ năm, đổ sáng, đổ trong ngày giờ, đổ cha, lại đổ nhà thờ, đổ cồn, đổ bãi, đổ cờ năm bang, trời xây u á bốn phang, nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ, chuyển lưng bỏ bực biên thì, ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân. Quý vị, không phải đơn giản đâu. Nghĩa là thôi bây giờ đó, tới đây đó, trước khi dứt lời tôi cũng xin kết thúc cái đề này. Kết thúc cái đề này đó là tôi xin nhắc lại, nãy giờ tuy nói vậy nhưng mà chưa có phân ba tiếng nổ rành, ba đợt nổ rành, nhưng mà bây giờ tới cái giờ cuối đó, tôi chỉ phân ba tiếng cuối cùng mà trước khi lập đời đời thượng quân thánh đức đó, tôi chỉ kết thúc cái giờ cuối thôi. Để cái clip tới này đó tôi còn nấu tiếp nữa, mà tôi xin nhắc lại cái giờ cuối trước khi mà ba tiếng sấm nổ chấm dứt đó, để lập lại đời thượng quân đó, thì ở đây đó ông bà nói nè, âm binh rao khắp trên không, tất nhiên âm binh nó rao khắp trên không gian, trên giữa đường trời á, ba đêm diệt trước mênh mông cứu người, núi tan đất sụp bớ người, ông ghéo di sơn là dời non, đảo hải là lấp biển, thương người không tin, tới đời tam giáo hậu binh, tam giáo là Phật thánh tiên kiềm chế lập thành, diệt đà lập chánh rành rành, ba màu nắm chặt lên thành sử phân. Bây giờ đó, cái giờ cuối đó ông nói tam thinh tiêu hết sử kinh, nổ ba tiếng cuối này không còn xài sử kinh nữa quý vị. Bây giờ ông mượn sử kinh đây viết ra để ông dạy mình, để mình coi theo sử kinh mà học để lo tu. Còn đây tới đời qua đời thượng quân thánh đức rồi, không còn xài sử kinh nữa, cho nên á, tam thinh tiêu hết sử kinh, nhất thinh tiêu sạch, bình minh Phật còn, một tiếng sấm đầu lại là tiêu sạch, bình minh Phật còn, cửa Phật hơn 10 Sài Gòn, cửa Phật mở ra hơn 10 Sài Gòn. Bây giờ lớp nào là ông kể nè, trân châu bửu vật sánh còn nôm na, tới đó Bồ Tát gài ra trăn dân một cõi mà quốc gia phép tài. Vậy tôi cũng xin nhắc chương qua một câu đó, tóm tắt để gọn cái đề này. Bây giờ thầy dạy nhiều chỗ pháp môn niệm Phật lắm, nhưng mà thời gian nó đã sắp kết thúc, không còn thời gian nữa, cho nên ở đây đó tôi chỉ nhắc một câu thôi của niệm Phật thôi. Nhưng mà niệm Phật á, thầy cũng thúc giục về thiên cơ nữa quý vị. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu,
nằm đi đứng hay ngồi chẳng trách, cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, phiên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Vậy trước khi dứt lời á, cô cũng có thành tâm cầu nguyện với ơn trên mười phương chư Phật và oai linh của tổ thầy từ bi gia hộ cho quý vị thân tâm thường an lạc và đạo quả sớm viên thành và tu hành tinh tấn cho ngài đến ngày thành công viên mãn, được diện kiến Đức Phật Đức Thầy trở gót. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ thành kính Đức Phật Đức Thầy.